Rồi, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến nhà của bạn Quế để quay giới thiệu cho quý vị một số phô mai, ổi, là gì nữa em? Khế. Rồi, xin chào Quế. Quế giới thiệu lại Quế ơi. Rồi, chào anh Tấn, chào tất cả mọi người. Hôm nay em có là 5 phô mai, 2 phô ổi và 1 phô khế muốn giao lưu cô chú anh chị và các bạn. Thì như thường lệ thì số điện thoại của em là 0974 733 399, thì chỉ là An Phú Trung và Tri Bến Tre. Thì mong cô chú anh chị thấy cái nào hầm nhãn thì giao lưu giúp đỡ giùm, cảm ơn. Rồi mình ship toàn quốc hay sao? Cái bự, riêng cái bự đó ship 200, còn mấy này ship toàn quốc. Còn cái khế? Cái khế cũng 200 thôi. Nói chung là mấy cây này mà bự thì là 200 km, còn mấy cây nào nhỏ nhỏ thì mình ship không? Rồi vậy mình trong lúc mình quay cây nào em ship toàn quốc em nói, còn cây nào 200 km em cứ nói ha. Rồi mình vào cây số 1 ha. Rồi né qua quay vòng cây em. Né con. Né ra bé ơi, coi chừng một hồi nó lật cái túng cái mệt à nha. Trời ơi, mà 4 đứa con gái. Trời con ơi, nhiều quá. Rồi mình thấy ở đây có chiếc thẹo qua phải không ơi? Cái thẹo này hồi đó cái nhánh này nó xuyên qua bên đây nên chủ nhà ta cắt. Cắt nhưng mà bị lỗ vô rồi phải không? Đục rồi nó không có ăn sâu nữa đây. Em chưa chắc kẹo. Để cho anh em thấy. Còn ở đây đây là cái vết, cũng một cái vết đây nha. Nhưng mà nó cứng rồi. Cứng rồi phải không? Như đá rồi. Rồi có cái giò cũng hay nha. Ở đây nó có một cái lỗ luôn, ở đây nó là một cái nhánh. Nhánh. À, nhánh này, đây là không có lỗ. Ở đây xuyên qua luôn à. Cũng như ở đó hai nhánh nó dính lại. Quay vòng đế đi. Đế nói chung là cũng lực như vậy cũng quái quái, đế nó cũng bự à. Rồi, con gì nhăn đi. Né đây con, né sữa uống nè. Né đây con. Mẹ đâu rồi con? Nhỏ ra mẹ. Mẹ ơi vô dẫn mấy nhỏ ra mẹ ơi. Rồi mời quý vị xem mùa đế ha. Đế rất là lực ha. Rồi đó cái hoành quá ơi. Cây này nó dáng nó cũng khéo khéo à. Để hỏi anh quay xa nè. 49 hả? Rồi hoành 49 nha quý vị, đo ngay vị trí này nha. Chiều cao 139. Rồi là giữ nguyên cái dáng đó ở vị trí đó. Nói chung là dạ. Nè giót khang. Nếu mà tính từ trên xuống rồi ở dưới tờ gọi là phình ha, phình dưới ha, chót trên. Rồi cây này mình giao lưu giá 5 nhiêu triệu em? Anh. Rồi 5 triệu nhưng quý vị cái mã số 1 nha quý vị. Rồi đưa phôi số 1 xuống. Khó quá. Rồi. Rồi. Trời ơi quái ơi, con nhiều dữ quái, 4 đứa quái. Sinh năm 1 hả quái? Trời ơi cái bầu này nặng nha. Không nổi rồi, không nổi rồi. Rồi nghe giữa chưa Quế, là hồi quay bị ngã Quế ơi. Vịnh này phụ vịnh nó hơi bị nghiêng cho qua bên cái anh mặc áo sọc á. Mình vừa vịnh mình quay mình vừa vịnh luôn. Rồi quay xa cho quý vị thấy tay cạnh ha. Rồi Quế ơi cho chiều cao luôn Quế ơi. 2.2 ở đâu rồi phải không? Rồi cao 2.2 nha quý vị. Rồi mời quý vị xem tay cành mình sẽ kéo từ trên xuống nha. Rồi tay cành nha quý vị. Rồi để đây. Rồi, cứ xây từ từ phụ vĩnh nha. Rễ rất là lực ha. To.
Dùng bên đây cũng có mà nó hơi nhỏ hơn kia. Đổ con, đổ. Đi nhanh nấu. Vô kêu ông Bảy, ông hỏi đây. Rồi, cho anh cái quạnh luôn quá. Đừng có nơ em. Rồi, vị trí này 47 nha quý vị. Cây này mình giao lưu giá nhiêu em? 7,5 triệu. Rồi, 7,5 triệu cây số 2 ha. Rồi, 7,5 triệu. Coi số 2 nha quý vị. Rồi, đổi phôi. Rồi, đổi phôi. Quá nguy hiểm ha, cây phôi nặng quá, mốt cái nặng mình để ở dưới mình quay luôn quý ơi, đem lên cực quá, quá nặng luôn. À, cây này là cây số 2 mình ship làm sao? Cây này 200 à, cây số 2 là ship 200 km ha, mã số 1 là ship toàn quốc ha. Rồi đưa mã số 3 lên. À, mã số 3 nha quý vị. Đi tìm này cả tháng trời hả? Tháng. Mấy cây. Tìm được có mấy cây. Rồi. Đi chỗ khác không? Có chừng bé ơi. Nèo đâu ẩm ra coi. Vợ quấn điếm này. Vợ quế ẩm con ra coi. Mất hết đứa rồi. Rồi cao nhiêu quế? Rồi 1,5 m nha quý vị. Quế sinh toàn 51 không à quý vị? Quanh con dê 35. À đâu là giữ thức. Được không? Tính 34 cũng được. Rồi 34 này ha. Rồi cho một vòng luôn. Đấy. Nào giống chưa thấy. Đây cây này giao lưu giá nhiêu em? 1 triệu anh. Triệu anh, cây này cũng có cái dáng lắc này nha quý vị. Dáng lắc em cứ quay anh coi mọi người xem cái dáng lắc ha. 1 triệu hả em? Rồi cây này bao ship toàn quốc ha. Rồi đổi phôi. Thôi mã số 4 nha quý vị. Mã số 4 là cái phôi lùng lực xù. Rồi cho anh cái chiều cao. Tươi sống bình thường. Nó bích luôn. Rồi cho anh cao đi, hồi anh quay mấy cái vị trí đó. Cao của em nó là 45. Rồi 45 nha quý vị. Rồi lên đây hồi nãy mình thấy có máy vít cắt nha. Đây 1 2 mà mấy cái này nó kéo 3 kéo kéo rồi ha. Con này mua xù nha quý vị. Rồi ra chỗ vị trí nào xù em dừng lại cho anh cái. Xù từ đó qua đây luôn. Rồi từ từ cái nào xù em dừng lại cho anh. Xù. Ồ quá. Rồi xù nha quý vị. Đây thân về dài đây xù hết rồi quý vị. Nổi u phải không? Rồi cho anh cái quạnh đi. Quạnh xù. Rồi vị trí này đi ha. Đo ngay vị trí đó nha quý vị. 45. Rồi 45 nha quý vị. Rồi để mình bấm xuống cho quý vị xem cái bộ đế cái nha. Ông nghe luôn đi. Cái này giao lưu giá nhiêu em? 5,5 triệu anh. À, 5,5 triệu nha quý vị. Phôi xù mã số 4 nha quý vị. À, trong quá trình xem thì quý vị cảm thấy hợp nhãn cây nào thì alo trực tiếp cho bạn quế nha quý vị. À, số điện thoại mình để bên góc trái màn hình nha quý vị. Rồi à, đổi phôi. Rồi tới cái phôi bự phải không? Phôi này rất là to. Cái này cao bao nhiêu quế? 2,2 anh. 2,2 nha quý vị. Ma.
Rồi 2m2. Rồi mời quý vị xem một số tay cành nha. Cái này có 5 đọt nha quý vị. 5 đọt. Rồi 1, 2, 3, 4, 5 đọt. Rồi 5. Rồi em đo từ cái mặt bầu lên cái chia ra 5 đọt đó là bao nhiêu em? Mặt bầu lên chỗ chia 5 đọt. Rồi báo luôn. 133 nha quý vị. Năm đọt ha. Cái này giảo ha mấy thường em. Cái này cái lá quá trời bự luôn mà chưa em chưa thấy bông. Lá thì rất là bự hả? Không có thấy một bông phải không? Lá là quý vị. À, lá cắt ra không? Lá rất là to ha. À rồi. Anh cũng dặn. Anh cũng lắc lắc chặn dặn này ha. Ở đấy thì khổ chê cục ngộ. Rồi cho anh đo cho anh cái hoành luôn đi. Về tới. Còn một vị trí thôi ha. Một vị trí đó thôi. 61. Nè tại đây. Rồi 61 quý vị. Rồi em cần đo cổ rễ không? Cho đo cổ rễ cái. À. Nó đo cậu rễ ngay chỗ vị trí cậu rễ. Cậu rễ 73 đây. Giữ thứ nha. Rồi ngay cậu rễ là 73 nha quý vị. Rồi rút thức. Rồi mời quý vị xem bộ đế nha. Cái này mình định vô luôn giá nhiêu? Giá 20 á. Rồi 20 triệu nha quý vị. Chỉ bao xuống 200. Quá xa thì em không được. Rồi mời quý vị xem bộ rễ một vòng nha. Cái này có lỗi gì tí nào ở dưới không em? Không. Đây có vết cắt mà nó đang kéo rồi. Rồi để hình kéo ra xem. Bộ đế đều đẹp nha quý vị ơi. Rồi đụng vách tường mình không thể quay nữa nha quý vị. Rồi bạn quét quay cái bầu. Trời ơi quên nãy nói cái củ sù. Cái củ sù đó nãy là bông 8 đến 9 cánh nghe nói vậy. Cái mã số 4 hả? Dạ củ sù đó. Rồi được rồi. Rồi quế ơi. Rồi một vòng đế đây nha quý vị. Rồi ở vị trí đây có vết cắt. Nhưng mà không có ấy. Này cứng rồi không? Rồi cái này 20 triệu không? Rồi 20 triệu nha quý vị. Cái này mình ship sao? Ship 200. Rồi ship 200 km nha quý vị. Cái này cho cái thằng dù là hết ý rồi. Rồi giờ còn ổi không? À, tiếp tục mình qua hai phôi ổi nha quý vị. Tội lấy cái tội. Bị Tâm ơi. Rồi hỏi bạn lên đi chơi con. Này trước ha. Bạn lên trước nè. Cái cũng gặp kỳ chim rồi quế ơi cho anh cái chiều cao tới mặt cắt thôi quế. Hai cái này nét giống nhau. Rồi hai cây giống nhau. Đâu, rồi báo luôn 70. Rồi cao 70 nha quý vị. À hoành xây mặt thước qua đây hoành 73. Rồi hoành 73 nha quý vị. Rồi mời quý vị xem ha, đây nó có đây một thân ha, đây một thân luôn. Nhánh thì được quay coi đây có cái lỗ vô kẽm mà uống thì cũng rất là đẹp rồi ha. Rồi để đây quý vị, này bộ rễ này chắc là ok ha, đặt hết trơn nè. Này cây tươi tốt tại cây nằm trong bầu rút ra.
Chắc còn về bớt cho nó. Chắc còn về bớt cho nó. Ở trên đây là có một cái lỗ để mình thọt tay vô thử. Cũng sâu quá nè quế. Tại ổi này về mình tám lại chứ không gì. Cũng sâu à. Hết cái cây này quý vị. Hết cái cây này khoảng 2 tấc nha quý vị. 2 tấc. 2 tấc. Mình giao lưu một cặp hay là giao từng từng cây? Đây là số 1 nha quý vị. À, cái số 2 bên đây. Rồi cho cái cao bên đây luôn. Cao bên đây chắc cao hơn nhỉnh kia chắc chừng vài phân gì ha. Nhiều. 80. Rồi đây cũng có một số tay cành nha quý vị. Né né con. Rồi cho anh cái hoành luôn. sáu mươi tám nhỏ hơn bánh giữ thương bệnh. Rồi 68 nha quý vị. Rồi rút thước này có lỗ gì không? Này không có lỗ gì hết, lỗ không để cũng ngon lắm. Ok đó. Không nổi đâu, để em quay ra chứ em xây không nổi đâu. Rồi bộ đế nha quý vị. Chắc mình đi qua bên đây rồi mình đi ngược lại. Ở trong đó mất vách tường này mình không có đi lọt chỗ đó được. Tôi quý vị cái gì đều rẽ điều rồi mình giáp vòng rồi nha quý vị. Làm nó bãi tay rồi. Hai cây này nhìn giống nhau nha quý vị, nó là một cặp nha quý vị. Cô Duyên nha. Về chơi vườn trái luôn. Rồi. Này nổi xẻ ha, ổ gì em? Ổ này trung chứ không có xẻ. Ổ trung hả? Nó nói cây này cây xẻ mà sao thấy lắm. Nó có hai cây giống nhau mà. Rồi một cặp này là em nói là nhiêu em? 7 triệu. Rồi một cặp này 7 triệu nha quý vị, một cặp ổ này 7 triệu nha quý vị. 200 km nha quý vị. Rồi cặp này bao ship 200 km. Rồi còn cây khế phía trước phải không? Rồi mời quý vị tiến về phía trước ha. Né qua anh. Rồi em cho chiều dài của cây quế ơi. Bao nhiêu báo luôn. To to lên. 210 anh. Rồi 210 nhưng quý vị. Rồi mình sẽ tiến gọt cái này tí nữa. Rồi gọt thì về quý vị gọt nha, bằng quế không có gọt nha quý vị. Dán thác đỏ nè quý vị. Rồi dán dán này dán thác đỏ hay dán dán bay gì đây nè. Không muốn bay bay. Dán mày dán bay. Này dán bay nha, hy vọng là nó bay khỏi huyện Ba Tri ha. Rồi cho cái hoành ra quế. Sáu mươi. Rồi hoành 60 quý vị ơi. Hoành cũng khá to ha. Rồi để đây quý vị. Đế này làm cái dáng này là ok. Cái đế đó thì nó hơi chảy. Hơi chảy ha. Hơi chảy qua đó hơn. Chảy ra ha. Rồi còn một bể luôn ha.
Cái này được cây mai cái tới tiền. cây mai thì đâu được rẻ vậy. Cái này anh giao lưu giá bao nhiêu? 5 triệu anh. 5 triệu cái khế ha, cái khế. Ship 200 kg. Ship 200 km luôn. Khế là con này lật lật bự bự không à những cái gì. Cái này cái chua nó vậy, không phải cái ngọt nha. Ở đây kéo lên tên nó bị cắt ha. Tên về đục lại gót lại ha. Dạ. Cao nhiêu? 95. Cao tới vị trí đó là 95 nhưng cái gì? Này về đục cục nữa, xéo cái nữa. Rồi. Ra nó thon cây lại ha, đẹp cây lại ha. Bé 2 bé 3 rồi đâu. Lên chào quý vị ha. Rồi quý giáo mình tới đây là kết thúc rồi quý vị. Thì trong quá trình xem cây đó quý vị cảm thấy là hợp nhãn cây nào thì alo trực tiếp cho bạn quái nhân quý vị. Rồi số điện thoại mình để gần tên tiêu đề nha quý vị. Ở góc trái màn hình. Sao quý? Chuyện nãy nói cây xù nó rồi nói. Có. Nãy cây mã số 4 là xù là bông đẹp rồi ha, khỏi ghép ha. Rồi, quý vị nhớ bấm đăng ký để đón nhận những video tiếp theo của mình sớm nhất nha quý vị. Để kịp thời mình chọn lựa cây ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại. Cái này nó đi này nữa tháng.